mã thẻ được 5 triệu trong ngày 20 tháng 6 nha mọi người. VRTM nè, market nè, marketing nha các bạn nha, màu xanh xanh cái loa này đó, như cái đó. Một cái rồi, cái trending bot, trending bot ngay cái đầu tiên nha mọi người nhé. Cái mục market, market thì trending bot ở cuối cùng. Rồi cái thứ ba, cái thứ ba là space, space nha. Space hay event đây, cái Super Gear Hunter này đó, cái software nha mọi người nha. Đó là ba cái thẻ để mở mã nhận 5 triệu coin nha mọi người nha. Này ba thẻ này có giá trị trong vòng ngày 20 tháng 6, có giá trị đến lúc 19 giờ. Rồi xin chào tất cả mọi người.